trong cái đó thì mới đây thủ tướng Canada ông Justin Trudeau thông báo cơ quan chức năng nước này đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với loại vaccine phòng covid-19 có tên là Ad5ncov, đây là sản phẩm phối hợp với một công ty sinh học của Trung Quốc để phát triển. Tại một cuộc họp báo ở Ottawa, ông Trudeau cho biết cơ quan y tế Canada đã bật đèn xanh cho trung tâm nghiên cứu vaccine thuộc đại học Dalhousie bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine này. Hội đồng nghiên cứu quốc gia của Canada sẽ làm việc với các nhà sản xuất để thử nghiệm loại vaccine này, và nếu thử nghiệm thành công, chúng ta có thể sản xuất và phân phối nó trên cả nước. Việc nghiên cứu phát triển đòi hỏi thời gian, nhưng đây là thông tin đáng khích lệ. Trước đó vào ngày 12 tháng 5, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada thông báo phối hợp với công ty sinh học CanSino của Trung Quốc thúc đẩy quy trình sinh học và phát triển lâm sàng đối với sản phẩm vaccine ad 5 covid tại Canada. Đầu năm 2020, Trung Quốc cũng đã cấp phép cho casino thử nghiệm ad 5 covid và đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên chuẩn bị đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 ở người. Tính đến ngày 17 tháng 5, Canada đã ghi nhận 75.864 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.679 ca tử vong. Cơ quan Y tế Canada đến nay đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đối với 33 phương pháp điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.